Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Chào các bạn nha. Hôm nay thì mình đang ở quê các bạn ạ. Ở nhà mình về quê để đón ông nội với cả mẹ mình ngồi trên kia. Nhà cui cho Phong. Ê, mấy ông con sẽ đi vào Phú Quốc một chuyến nhá. Lâu lắm rồi ông mình mới được đi chơi xa các bạn. Mấy chục năm rồi ông nhỉ? Lần này mới có dịp để đi chơi xa các bạn ạ. Phong thấy không? Lần đầu tiên Phong lấy mini máy bay à? Thấy không? Cảm nhận à? Có ạ. Hồi hộp không? À, tí nhớ nhét bông tai vào, không đau tai nhá. Ông mình thì trước cũng làm trong sân bay ở trong thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Làm trong sân bay Tân Sơn Nhất ấy. Làm đấy mất mấy năm ông nhỉ? Đâu là gần một năm trong sân bay. Nhưng mà cũng lâu rồi các bạn. Cách đây khoảng độ 20 năm rồi. Lần này thì mới đưa ông ra Phú Quốc lần đầu tiên. Mẹ mình thì cũng ra lần đầu tiên, cô Phong thì lần đầu tiên được bay máy bay. Chào các bạn nha. Tại cả nhà mình đã đến sân bay Nội Bài rồi các bạn. Mình đây. Đang chờ để lên máy bay các bạn. Tầm 4 rưỡi mình sẽ bay từ Hà Nội ra Phú Quốc nha. Đây cụ ông nhà mình. Cụ ông năm nay đã hơn 80 tuổi rồi các bạn. Nhìn như ông vẫn khỏe lắm, vẫn đi chơi được. Hôm nay ông cảm nhận thế nào không? Giờ sân bay nó khác ngày xưa không? Khác nhiều. Giờ đẹp hơn nhiều không nhỉ? Giờ sân bay khác nhiều. Trước ông mình làm trong Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn ấy, làm gần một năm trong đấy. Nhưng mà lâu rồi, cách đây hơn 20 năm rồi ông nhỉ? Hai mấy năm nhỉ? Năm 2004. 2004. Tròn 20 năm các bạn. 19 năm rồi. Đấy. 19 năm rồi các bạn. Đợt đấy ông bay máy bay vào, em đi tàu vào nhỉ? Máy bay xong lúc ra lại ra máy bay thì về ấy. Về làm nhà đấy, cái năm 2005 về làm tháng 8 ra đấy. Các bạn nhìn đây này, mình mang cái quạt mo đi máy bay các bạn nha, quạt mo đi Phú Quốc. Quê mình có món quạt mo, quạt này quê đã mất điện các bạn ạ, phải mang cái quạt mo cầm theo. Ông mình này, mình này đưa ông này, đưa mẹ với cả đưa Thu Phong đang quay camera, cả cameraman đi chơi các bạn. Được sự ủy thác của bố mình. Bố mình bận đi nào không đi được. Ok. Ông mình thì khoảng độ 20 năm, 19 năm mà chưa bay lại máy bay các bạn ạ. Khoảng 20 năm trước thì ông có đi cộng đi vào trong Tân Sơn Nhất để làm trong đấy. Thì hồi làm tôi ấy là đi cái máy bay Việt Nam đấy. Đấy, ở đây đi Việt Nam lại đi từ lại máy bay sướng. Không có sắt thế này nó bay tầm cao. Mà Việt Nam Airlines từ hồi đấy Việt Nam Airlines nó đã tốt. Che ngón tay không? Một lần đi thì lại đi cái kia thì nó cứ chui vào đám mây nữa. Chui vào đám mây, nói chung là tùy, nó gặp mây là nó sẽ bị sốc. Nhưng ở những máy bay nó to, nó xịn, nó hiện đại nó sốc các bạn. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Hey các bạn, đấy cả nhà mình đã lên máy bay rồi các bạn. Máy bay đang di chuyển rồi. Chúng mình ngồi cửa sổ nha, đang ngắm ngắm trời rồi. Đây là chuẩn bị cất cánh các bạn. Rồi, ok, đi thôi. Đấy, bay lên máy bay thích không? Đang ở trên trời rồi đó.
Thấy cảm giác phê không? Ok các bạn ha, tại nhà mình chúng ta đến sân bay Phú Quốc rồi. Ok. Rồi, ông cháu mình đến Phú Quốc rồi các bạn. Ông mình đi không bị ù tai, mình bị ù hết cả tai các bạn ạ. Ông mình còn khỏe hơn mình chát. Đây rồi các bạn. Hello mọi người nha. Cả nhà mình đã đến với Phú Quốc rồi các bạn. Rồi đến khách sạn xong. Khách sạn mình ở đây là Acadia Resort nha. Đây là phòng khách sạn của mình các bạn nha. Phòng mình ở thì sẽ có hai giường, mình một giường và ông một giường. Phòng của bên bà nội của bên mẹ mình thì sẽ có một giường thôi, cụ phòng với cả mẹ mình và bà nội là ngủ chung nha. Yeah. Trong phòng thì cũng sẽ có một bộ bàn ghế này ngồi này, có tivi, tủ lạnh, điều hòa đầy đủ hết các bạn ạ. Đó. Đấy, resort này của mình thì nó sẽ sát biển thôi các bạn nha. Nói chung cũng ok. Với mức giá mình đặt khá là rẻ các bạn. Những cái căn này thì nó sẽ đắt hơn này. Những cái căn kiểu bungalow ấy các bạn sẽ đắt hơn. Thì mình ở cái căn này là căn nhà tầng, nó sẽ rẻ hơn bạn, nhưng mà vẫn được ở tầng 1, vẫn thoải mái. Rồi, đây các bạn. Đi vào quán đi vào ngõ để đi ra quán làng chài nha các bạn nhé. Nhớ đi ra quán làng chài nhé. Mình thường trước hay ăn xuống tầng chỉ 60 này. Mình chào mọi người nha. Đấy, này đưa ông ra quán làng chài. Ôi, quán hải sản mà ông mình không ăn hải sản các bạn ạ. Rất là tiếc. Đó. Các bạn đến quán làng chài thì ngồi ăn sát bãi biển luôn. Nêu nhá, sắp xả các bạn. Chấm cái nước chấm hải sản này. Hải sát đây không? Đấy, nhìn thấy mặt không? Ngón tay con che hết camera rồi. Rồi. Ngon lắm. À, ông không xả này. Không ăn đi. Quán rất đẹp. Đấy, không ăn này. Xem một ốc như nào. Ơi, các vô nhà, kêu ba. Quên. Chấm gì cũng được. Rồi, chấm này. Ngọt không? Mẹ ăn đi mẹ. Ăn. Ngon không không? Không mẹ. Đây để túi đấy. Rồi ôm. Đấy, khung cảnh thì rất là đẹp. Muốn ăn cạnh bãi biển luôn các bạn. Rồi, em lấy mực cùng mình nhé. Ngon các bạn. Bà nội ăn mực. Mực ở đây ngon lắm cả nhà. Đấy, mực rất là ngon, tươi các bạn. Mời cả nhà ăn mực nha. Đó, đi biển hải sản. Nói chung là giá đây nó cũng không hẳn rẻ lắm, nhưng mà được cái ngồi sát biển, view đẹp các bạn ạ. Mát rượi luôn. Đó, dai, mực dai mẹ nha, tươi, nhiều trứng. Đây là cầu cảng không ạ?
Đấy, nó kia gọi là cầu cảng mà. Cầu cảng thì thuyền nó đậu ấy. Thuyền nó đậu. Đấy, nhấp nháy bên kia thuyền nó đậu. Hai bạn nha. Quay sát con mực này. Quay sát con mực. Mày quay quay sát con mực này. Đây, mực ngon này. Review mực lần thứ 3 được bạn. Nào. Ok, mực rất là tươi các bạn. Tươi giói luôn nha. Mình được ăn hải sản tươi. Đó, chấm mắm ớt. À, ăn của mình nào, hải sát đây nè. Cá bớp nha. À, quay lên đây. Canh này thì rất là ngon các bạn. Mình hợp khẩu vị với mình nhưng mà lại không hợp khẩu vị nhiều người bác đâu, như cụ nhà mình là không thích ăn. Ngọt ngọt, mặn mặn, lợ lợ. Làm canh hẳn rất là ngon. Trong Nam thì vẫn hay kiểu nấu kiểu trong này thì kiểu nấu bằng ngọt. Miếng cá bớp các bạn. Ngon đấy. Mình thích ăn kiểu này. Hợp tổng bị nhâm này. Ok. Rồi mọi người à, nhà mình ăn xong rồi bạn. Thôi chắc mai đi ăn cơm Bắc thôi. Cậu mình không ăn được hải sản, không quen bạn. Đây bạn nào mà đam mê hải sản thì ra khu này nhá. Bạn nhớ ra, các bạn cứ ra khu Làng Chài, các bạn cứ gõ Làng Chài 19610 các bạn, thì nó sẽ ra được cái địa điểm các bạn đến đây. Các nhà hàng nó san sát nhau, mình nghĩ là giá sẽ đồng đều thôi, chắc chả nhà nào hơn đắt hơn nhà nào đâu. Nên là các bạn chọn nhà hàng nhà nào cũng được đấy, ngồi ăn sát biển luôn, rất là mát, mát rượi luôn đấy, ngồi ngoài bờ cát luôn các bạn, thoải mái. Thế còn giá hải sản đây thì cũng không phải là rẻ nhưng mà cũng không phải là đắt quá các bạn, được. Đặc biệt là được ngồi bãi biển thì hết sảy. Bạn nào mà ra đi thanh niên mà ra nhậu ngồi đây từ tối cho đến đêm thì thoải mái luôn các bạn. Ngồi có gì mà mở chân. Ngồi từ tối đến đêm thì chẳng ngoài. Ôi cái đội nhậu này nó nhậu xuyên đêm mà. Thích không mẹ? Ra đây mai đâu? Mai. Trước nè. Sóng vỗ và mầm luôn các bạn. Sóng vỗ và mầm luôn. Ăn non nề rồi các bạn. Rồi ok. Các bạn nhớ đến các quán hải sản Làng Chài các bạn nha. Làng cá Làng Chài. Đó. Sẽ ăn được rất là ngon và ngồi view thì đẹp các bạn. Cứ vào mấy quán trong thành phố thì mắc lắm. Đây các bạn. Đấy, lối đi vào khu Làng Chài ngõ nhỏ như này các bạn. Đi vào cái con ngõ rồi. Ai mà không biết thì không biết đi vào đây đâu các bạn. Nó chỉ có mỗi con đường này đi vào xóm Làng Chài để ăn thôi. Ô tô thì phải đỗ ngoài đường Trần Phú nhé. Còn đâu thì đi vào đây thì các bạn đi xe máy hoặc là đi bộ. Đó. Đây là gọi là xóm Làng Chài. Các bạn cứ gõ quán ở Làng Chài 1960 hoặc là cứ ra các cửa hàng quán Làng Chài thì nó sẽ chỉ ra. Đấy, còn ngõ này các bạn. Đấy, còn ngõ rất là nhỏ đi vào. Em không biết thì không biết vào thì chịu thật. Ok. Jumping from cliffs so high. Trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground.